Chỉ mua những chiếc đồng hồ vài chục USD cho bản thân, Bill Gates chi tiêu khối tài sản khủng vào đâu. Vị tỷ phú giàu thứ tư thế giới chỉ dùng một chiếc đồng hồ Casio giá 70 USD nhưng sở hữu đến 110.000 ha đất nông nghiệp ở hàng chục tiểu bang ở Mỹ. Ông được xem là trụ sở hữu tư nhân lớn nhất về đất nông nghiệp ở Mỹ. Bill là cái tên không còn quá xa lạ với phần lớn chúng ta. Nhà đồng sáng lập Michael Joseph bỏ học Harvard năm 19 tuổi để khởi nghiệp với niềm tin rằng máy tính sẽ trở nên phổ biến trên toàn cầu. Thời điểm hiện tại, ông là người giàu thứ tư thế giới với tài sản dòng ước tính 110,8 tỷ USD, theo Fox. Với số tiền này lẽ ra ông có thể hưởng thụ cuộc sống trong mơ. Thế nhưng, Bill Gates lại lựa chọn lối sống tiết kiệm, hạn chế mua sắm những món đồ xa xỉ. Ông luôn chủ trương mua sắm hợp lý, xem xét và phân tích giá trị các món đồ cùng so sánh các thương hiệu một cách kỹ lưỡng khi mua một sản phẩm gì đó. Đồng thời sử dụng hiệu quả những gì mình đang có hơn là vung tay cho những thứ màu mè nhưng không mấy giá trị. Ví dụ nổi bật nhất về tính tiết kiệm của vị tỷ phú này là dù sở hữu hàng trăm tỷ USD, nhưng ông vẫn dùng một chiếc đồng hồ Casio có giá chỉ khoảng 70 USD, khoảng 1,6 triệu đồng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Reddit, Bill Gates chia sẻ rằng ông không tiêu quá nhiều tiền cho quần áo hay trang sức. Khi xuất hiện trước công chúng, ông thường trong trang phục sơ mi cùng áo len khoác ngoài đơn giản. Trong các sự kiện đặc biệt quan trọng, chiếc áo len đặc trưng được thay bằng vest lịch lãm hay kiểu áo sơ mi cổ áo bờ tờ đao sống tiết kiệm, song Bill là tay buôn đất có tiếng. Hiện ông đang là chủ sở hữu nhiều đất nhất nước Mỹ. Vào đầu tháng 7 vừa qua, Bill đã được cấp phép mua 852 đất nông nghiệp từ những trang trại trồng khoai tây cam bồ pha ở phía đông bắc Bắc Đai Cô Ta. Thực tế, đây không phải là lần đầu vị tỷ phú này đầu tư vào đất nông nghiệp. Vị tỷ phú giàu thứ tư thế giới cùng vợ cũ đang nắm giữ danh mục đầu tư đất nông nghiệp phong phú trải dài 18 bang. Theo The Land Report, các bang họ mua nhiều nhất gồm Louisiana, khoảng 28.000 ha, Akasha, hơn 19.300 ha và Nezaka hơn 8.300 ha. Tuy nhiên, việc người đàn ông này sở hữu một lượng lớn đất nông nghiệp ở Bắc Dakota đã làm dấy lên lo ngại vì luật thời kỳ suy thoái cấm các tập đoàn và công ty trách nhiệm hữu hạn sở hữu đất nông nghiệp trong khu vực. Tuy nhiên, luật chống doanh nghiệp mua đất nông nghiệp lại cho phép các quỹ tín thác cá nhân sở hữu đất nếu cho nông dân thuê lại. Đây chính là dự định của Binget. Tôi đã nhận được rất nhiều thông tin phản hồi về các vụ mua bán này trên khắp các tiểu bang. Nhiều người dân tỏ ra khó chịu, số khác lại tỏ ra buồn bã. Ủy viên nông nghiệp Bắc Đai Cô Ta, Đắc Gâu Giờ Dinh, chia sẻ với đài truyền hình KFIZ, TV, Not Đai Cô Ta. Tuy nhiên, văn phòng tổng trưởng lý bang Bắc Đai Cô Ta đã ban hành một lá thư vào hôm 6 tháng 7, nói rằng việc mua bán tuân thủ luật pháp. Theo Yahoo, Fernand, thời điểm hiện tại, hầu như ai cũng có thể nhìn ra sức hấp dẫn của đất nông nghiệp. Thị trường hàng hóa có thể lên hoặc xuống nhưng dù có bất cứ điều gì xảy ra, mọi người vẫn cần thực phẩm mỗi ngày. Điều này khiến đất nông nghiệp luôn có giá trị. Phần lớn đất nông nghiệp được ông nắm giữ trực tiếp và thông qua các kết investment, công ty do Bill Gates kiểm soát, chuyên quản lý các khoản đầu tư của ông. Ngoài đất nông nghiệp, ông còn sở hữu hàng nghìn ha đất chuyển mục đích sử dụng. Không riêng Bill Gates, bạn thân của ông, huyền thoại đầu tư Warren Buffett cũng thích tài sản này. Năm 1986, vị tỷ phú đã mua một trang trại rộng gần 162 ha ở Nezatka. Bạn không cần kiến thức hay trí thông minh vừa trội để kết luận rằng đầu tư bất động sản gần như không có nhược điểm và có tiềm năng tăng giá đáng kể theo thời gian. Buffett cho biết, tổng hợp.